Ai rủ anh em đi tập mà anh em không đi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Lâu lâu lên gọi là lên clip phát. Anh em nào đang xem thì có thể thả một cái comment để phía bên dưới để cho em xem nhé. Em xem là em biết ai ai đang xem. Nhiều khi kiểu lên lên live này cũng chả biết là ai đang xem, có nhiều người họ cứ vào xem họ chả nói gì cả. Hello Tích Hoàng. Livestream giờ này không ai xem à? Hello ạ, hello Tích Hoàng, nhưng mà em cũng không biết là chào em, không biết là chào anh hay là chào chú ấy. Đây để em làm xem Facebook cá nhân. À thế chắc là phải chào chú rồi ạ. Hello Quang Steven nhá. Tên hay đấy. Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì vừa mới chạm ngưỡng, gọi là vừa mới chạm ngưỡng 100.000 lượt theo dõi trên Facebook. Ngày xưa thì lúc mà em mới bắt đầu em làm YouTube ấy. À 100.000 người theo dõi ở trên YouTube chứ. Đợt trước là khi ngày xưa là lúc mà em mới làm YouTube thì em nói thật với mọi người luôn là em chả bao giờ em nghĩ được đến ngày này đâu. Cũng kiểu cứ làm thôi, cứ làm cho nó vui ấy. Đấy, kiểu vậy. Xong tự nhiên một thời gian sau thấy nó lên khoảng 10.000 thì bắt đầu là theo cái kiểu đấy là cố gắng để làm. Thì em nhận ra được một điều đấy là trong suốt cái hành trình mà mình đang làm kinh doanh hay là đang làm bất kỳ một việc gì thì mình không nhất thiết là mình phải có thành công. Không nhất thiết là ngay ngày mai sáng mai thức dậy mình trở thành tỷ phú luôn, hay là ngay ngày mai mình thức dậy mình trở thành một người kiểu sáu múi luôn ấy, thì không bao giờ có câu chuyện đấy. Nhưng mà bắt buộc ở trong cái hành trình mà mình đang đi thì mình phải có những cái kiểu thành công nhỏ để cho khích lệ bản thân mình, để mình có thể tiếp tục tin rằng cái việc mà mình đang làm là đúng. Đấy thì em có nói với tất cả anh em ở trong cái gọi là cái cửa hàng của em, cứ gọi là một cái cửa hàng bé bé của em, xinh xinh của em, thì là tất cả mọi người đều phải kiểu nỗ lực ấy, nỗ lực để có thể làm được một cái gì đấy nó to tát. Thì thực ra là ngày trước thì có nói chuyện nhiều về câu chuyện về tiền, là cứ phải kiếm được ngần này tiền, kiếm được ngần kia tiền thì mới trở thành thành công. Nhưng mà sau này thì em nhận ra được một điều, đấy là nếu mà giả sử bản thân mình không có năng lực ấy, hoặc là giả sử như là bản thân mình chả là ai trong cái cuộc sống này, chả có mối quan hệ gì cả liên quan đến tiền bạc, cũng chẳng làm những cái công việc liên quan đến tiền, thì kể cả mình có cố gắng đến mấy đi chăng nữa mình cũng không thể có tiền được. Đó thì cái sự kỷ luật ở trong cái job ấy, ở trong cái công việc của mình, nó là một trong số những cái key. Ngày xưa thì có cái câu chuyện đấy là kiểu người ta có rất là nhiều các cái bạn mà kiểu các bạn ấy cố gắng theo kiểu đấy là hôm nay cố gắng, ngày mai cố gắng một tháng, hai tháng. Nhưng mà em thì em lại theo cái kiểu đấy là em nhìn thấy rằng những cái người mà họ thực sự mà họ có tầm vóc ở trong xã hội, trong bất kỳ lĩnh vực gì, họ cái thời gian mà họ nỗ lực, mà họ làm cái việc nỗ lực của họ trong việc xuyên suốt, cái việc họ nỗ lực xuyên suốt trong vòng rất là nhiều năm. Và trong rất là nhiều năm đấy thì cái điều gì là cái điều khó khăn nhất mà họ đã từng phải trải qua trong cái sự kỷ luật?
anh em đều biết được rằng là trong cái cuộc đời này thì cái gì nó cũng có cái giá của nó đúng không? Cái gì nó cũng có cái giá của nó, cái gì cũng có mặt trái mặt phải của nó, được cái này thì phải mất cái kia. Thì con người thường thường là con người sẽ bị một cái đấy là muốn được nhưng mà không muốn mất. Tức là muốn được tất cả mọi thứ nhưng mà không muốn mất cái gì cả. Vừa muốn có thời gian, vừa muốn có nhiều tiền, vừa muốn được đi chơi, vừa muốn kiểu rảnh rỗi, vừa muốn kiểu chill chill, nhưng lại muốn trở thành tỷ phú thì không thể. Vừa muốn người yêu mình rất là xinh đẹp, vừa muốn cái câu chuyện là gia đình mình kiểu người yêu mình phải như này như kia, trong khi không không tự nhìn lại bản thân mình để xem là bản thân mình thực sự đang là ai và mình có xứng đáng với tất cả những điều đó hay không. Thì đấy là những cái bệnh mà những người trẻ đang bị. Ngày xưa em cũng bị. Thực ra là bây giờ mà bảo là em là một người như này như kia thì thực ra chả phải. Em là vẫn là thằng Cường của ngày xưa. Cách đây khoảng 5-7 năm thì em vẫn là em. Em chả có gì thay đổi cả. Em vẫn là một thằng kiểu oai như con cóc đấy, kiểu đấy. Hoặc là trong mắt mọi người thì mọi người sẽ thấy rằng là em là một thằng kiểu hay flex, hay khoe mẽ tất cả những thứ kiểu mình làm được. Nhưng mà có rất là nhiều người họ không hiểu lắm. Thực ra khi mà các bạn bắt tay vào làm bất kỳ một cái việc gì đấy, các bạn bắt tay vào làm một dự án gì đấy, thì em phải chia sẻ thật với mọi người là khi mà mọi người có một cái nền tảng, ví dụ như kiểu là nền tảng gia đình này, nền tảng các thứ, thì mọi người sẽ thấy cái việc mà mọi người làm được cái gì đấy, mọi người sẽ cảm thấy nó bình thường. Và mọi người nhìn ra xung quanh xã hội của mọi người sẽ thấy rằng là tất cả những người làm được giống như mình, họ cũng chắc chỉ một người bình thường thôi. Và lý do tại sao mà có rất là nhiều người họ cảm giác rất là tự hào về tất cả những điều họ đã làm được, bởi vì cái xuất phát điểm của họ quá thấp, hoặc là họ đã phải bắt đầu từ những cái thứ rất 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 nhỏ. Họ đã phải bắt đầu từ những cái thứ mà phải chia sẻ rất thật, đó là những thứ mà chắc là họ có mơ họ cũng không làm được. Thì đến lúc mà họ đạt được cái đấy thì họ mới bắt đầu họ muốn khoe nó ra. Để thực ra là khi mà cái bản ngã của con người là theo cái kiểu đấy, là người ta muốn khoe một cái gì đấy ra, là người ta chỉ muốn người khác công nhận là họ giỏi thôi. Thì cái giỏi đấy nó có thể là người khác công nhận, cũng có thể là nếu mà giả sử các bạn mà theo cái kiểu giác ngộ được thì sẽ là tự bản thân mình công nhận điều đấy. Thì những người mà tự công nhận được và tự tin vào bản thân mình, là tự nghĩ rằng là mình là một người rất là giỏi, một người rất là chả cần ai công nhận cả, thì người ta lại không thích khoe. Nhưng mà có rất là nhiều người thì tuổi thơ của họ cay đắng, họ hay bị coi thường, họ hay bị nhày bị như kia, họ hay bị chà đạp bởi cái này cái kia. Thì đến lúc họ làm được rồi, họ sẽ quay trở lại để phản ứng lại là ngày xưa tôi đã từng bị như này bị như thế kia, nên là bây giờ tôi sẽ chứng minh cho ông thấy rằng là tôi đã làm được như thế này như thế kia. Thì nó vẫn là một cái câu chuyện liên quan nhiều, rất rất nhiều liên quan đến cảm xúc. Và sau cái khoảng thời gian rất là dài mà mình đã làm việc, sau một cái khoảng thời gian rất là dài mình đã kiểu đạt được, cứ coi như là một cái thành công nho nhỏ đấy, là một cái nút bạc của YouTube đi, thì mình cảm thấy rất tự hào. Mình tự hào không phải là bởi vì mình đã làm được cái điều đấy, rất nhiều người có thể làm được và thậm chí họ làm tốt hơn mình, họ còn được nút vàng, nút kim cương các kiểu cơ. Nhưng mà cái mà mình tự hào là cái gì? Là một thằng không có bất kỳ một cái gì mà nó làm được như thế. Thì mình tự nghĩ rằng là ui, nếu bây giờ mà mình gặp một thằng nào đấy ở ngoài kia, nó cũng có hoàn cảnh giống như mình mà nó làm được như mình, thì chắc là mình phải phải respect nó vãi đái. Đấy, kiểu kiểu vậy. Thì cái đấy nó mang lại cái sự hạnh phúc cho chính cái bản ngã phía bên trong. Còn hồi còn trẻ nhá, thì mình sống để cho người khác nhìn thấy rằng là tôi là một người rất là ok, tôi là một người rất là như này như kia, để cho người khác nhìn thấy rằng là tôi hạnh phúc. Nhưng mà về bản ngã bên trong của mình thì mình lại hay đau khổ. Về đêm thì vẫn phải suy nghĩ nhiều tới tất cả các thứ. Nhưng mà đến khi già rồi, đến khi mà làm nhiều thứ rồi, đến khi mà bắt đầu chạm tay được vào những thứ mà mình không thể tưởng tượng là mình có thể chạm tay được vào, thì cái câu chuyện lại quay ngược lại, đó là mình nhìn vào bản thân mình. Mình tự đặt ra cho mình một cái câu hỏi, đấy là thế thì hạnh phúc thực sự của mình là cái gì nhỉ? Thế thì mình sống vì điều gì, và cái điều gì khiến cho mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc? Tiền bạc à? Sức khỏe à? Niềm vui à? Dục vọng à? Không. Cái đấy là cái mà tùy từng người sẽ tự trả lời cho họ cái câu hỏi mà họ cần phải tự trả lời, rằng là tôi cần gì, tôi muốn gì, điều gì khiến tôi hạnh phúc. Thì các bạn sẽ chỉ cần như thế này thôi. Nó là một cái key. Cái này là một cái chia sẻ nhé, không phải là dạy dạy bảo hay là cái gì gì ai đâu nhé. Cái này nó chỉ là một cái key của riêng mình thôi, và mình sẽ chia sẻ lại với tất cả các bạn để các bạn có thể hiểu được
đó rằng là khi mà mình hiểu rõ bản thân mình và mình hiểu rõ cái điều gì khiến cho bản thân mình hạnh phúc thì mình sẽ làm những điều ngược lại, những điều không khiến mình hạnh phúc thì mình bỏ hết đi, hết đi luôn. Mình biết bỏ cái này và nhận lại cái kia, và khi mà chấp nhận được cái cuộc đời của mình nó sẽ có cái giá của riêng nó, thì chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta nên làm gì. Và khi mà biết được mình là nên làm gì thì kể cả có thất bại nhé, thì các bạn sẽ chấp nhận nó một cách kiểu kiểu không phải là tự nhiên ông trời ông vã một phát vào đầu mày và khiến cho mày bị thất bại, thì mày sẽ không bị buồn nữa. Thì trải qua suốt khoảng cả một cái khoảng thời gian dài, và cái khoảng thời gian mà mình bị trầm cảm mất 3 tuần là cái khoảng thời gian mà mình chạm tay được vào 1 tỷ đầu tiên ấy, là cái khoảng thời gian đấy là một trong số những khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng với mình. Gần như là khi mà các bạn còn đang nghèo nhé, khi mà bạn đang không có tiền, khi mà các bạn đang phải muốn mua rất là nhiều thứ, thì mình chia sẻ thật với mọi người có rất nhiều động lực để làm. Nhưng mà khi mà mọi người đang phải làm vãi cả đái ra, xong bắt đầu các bạn đạt được một cái mốc gì đấy ở trong cái cuộc đời của mình. Cái mốc đấy có thể là không to với cả bản thân các bạn, nhưng mà nó to với mình. Đấy là mình chia sẻ câu chuyện của mình thôi, là nó to với mình. Và mình cũng nói thật với anh em luôn là khi mà các bạn làm được điều đấy rồi, thì các bạn tự nhiên các bạn quay ra một cái câu hỏi. Đó là các bạn tự trả lời cho mình cái câu hỏi là ơ thế mình làm tiếp thì sẽ như thế nào? Mình làm tiếp thì mình sẽ còn bận hơn nữa, và mình làm tiếp thì mình sẽ được cái gì, và cái điều đấy bây giờ mình có cần nữa hay không? Thì các bạn sẽ bị mất động lực. Và chính cái việc mất động lực nó sẽ khiến cho bản thân mình bị suy nghĩ nhiều, overthinking, dẫn đến trầm cảm. Thì cái khía cạnh liên quan đến tâm lý con người nó rất đơn giản thôi. Nó rất đơn giản thôi. Cái gì, người nào và ai, người nào và ai làm cùng một đấy nhỉ? Cái gì, việc gì và ai là những thứ mà khiến cho các bạn cảm thấy không vui, thì các bạn nên gạt nó ra khỏi cuộc đời một cách thật nhanh. Bởi vì nhá, có rất là nhiều người mà các bạn chơi cùng, mình thấy có rất nhiều mối quan hệ chơi cùng với một người nào đấy, với người A, người B, người C, các bạn rất ghét họ, các bạn không hề thích họ một tí nào, nhưng các bạn vẫn theo dõi họ. Và khi mà thấy họ thành công, các bạn rất cay và các bạn rất tức. Thì chính điều đó nó sẽ khiến các bạn tự khổ. Thì thay vì làm việc đấy, thì chúng ta sẽ chỉ tập trung vào chính cái công việc và cái việc mà chúng ta đang phải làm. Tất cả những cái hạnh phúc là nó đến từ bên trong mình, chứ không phải đến từ cái việc người ta nhìn vào mình như thế nào. Thì các bạn sẽ biết được rằng là tôi sẽ phải làm cái điều này như thế này, và tôi sẽ phải gạt bỏ cái mối quan hệ đấy ra khỏi cuộc đời. Mình thì mình nhận ra được một điều, đấy là tất cả những người nào đã ghét mình, thì mình có làm cái gì chăng nữa, mình có tốt như nào chăng nữa, thì người ta vẫn có lý do để ghét. Và đặc biệt là cái xã hội này nó sẽ vận hành theo một cái kiểu, đấy là các bạn cho người ta 1 đồng, các bạn cho người ta 2 đồng, và người ta quen được cho 1-2 đồng đấy rồi, khi mà các bạn không cho nữa. Chưa cần các bạn phải trở thành người xấu nhá, chỉ cần các bạn không cho nữa thôi, là trong mắt người ta tự nhiên bạn mất giá trị. Là bởi vì người ta đến với bạn vì 1-2 đồng đấy, và khi các bạn cắt cái 1-2 đồng đấy đi thì người ta không còn muốn chơi với bạn nữa. Và rõ ràng là những người mà đang thành công ở trong cuộc sống này, họ nhận rõ ràng ra một điều, đấy là cái giá trị con người nó không nằm ở đồng tiền. Nó không nằm ở cái việc đấy là các bạn mặc một cái con áo Louis Vuitton, đeo một cái đồng hồ vài trăm triệu. Các bạn đang cầm trong tay ở sấp tiền, phím tiền bằng quyển, cái đấy nó không tạo ra giá trị con người. Cái giá trị con người nằm ở trải nghiệm, và khi mà người ta ở bên cạnh bạn, khi mà người ta được nói chuyện với bạn, và khi mà người ta được làm gì đó với bạn, thì người ta cảm thấy như thế nào. Thì cái điều đấy mới thực sự là quan trọng giữa mối quan hệ giữa con người với nhau. Thì thường thường ấy là có rất là nhiều thứ kiểu nó khiến cho bản thân mình cảm thấy mũi sống đen ấy nhỉ, mẹ cái này tất cả những cái này tại sao lại đến với mình. Nhưng mà khi các bạn thành công nhá, thì tất cả những cái đấy nó giải quyết rất là dễ. Ví dụ như kiểu là các bạn đói đúng không, các bạn muốn ăn cái gì đấy rất là ngon, các bạn buồn nó ra làm một cua hoàng đế đấy, nó vui hẳn lại, hoặc là mua một cái vơ tu, hoặc là mua cái gì đấy, thì nó giải quyết dễ hơn rất là nhiều so với cả cái việc đấy các bạn không có cái gì cả. Thì đồng tiền nó chỉ đóng một nhiệm vụ duy nhất, đó là nó khiến các bạn trở nên hạnh phúc hơn, chứ nó không thể đóng vai trò khiến cho các bạn hạnh phúc được. Còn cái hành trình mà đi nhá, còn cái hành trình mà đi, mình nói thật, chớp mắt một cái, các bạn có bao giờ nghĩ rằng là mình đã ngần này tuổi nhá? Bây giờ là thời điểm cuối năm, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, thì đã bao giờ mà các bạn nghĩ rằng các bạn đã ngần này tuổi nhá? Chưa đúng không? Mình cũng thế, mình chẳng bao giờ nghĩ là mình hơn 30 tuổi, 32, 33 tuổi, chưa bao giờ mình dám nghĩ như thế. Ngoảnh đi ngoảnh lại ra mẹ ơi, ngoảnh đi ngoảnh lại vài năm nữa 60 tuổi ngồi đánh cờ với các thằng bạn. Đấy, ngoảnh đi ngoảnh lại cuộc đời của mình, tự nhiên mình già hẳn đi. Và cái quỹ, được gọi là cái quỹ tiền ấy, tiền bạc ấy, thì nó có thể tăng dần lên, nhưng có một cái quỹ được gọi là quỹ thời gian của mình, thì càng ngày nó càng ngắn lại. Cũng giống như kiểu câu chuyện của Giang ơi,
Giang ơi là một ngày ngày mình sẽ chết đấy, kiểu kiểu vậy. Nếu các bạn nghĩ được đến việc đấy thì các bạn sẽ phải sống ý nghĩa thôi. Già đi đánh cờ đi anh. Chào Dũng, chào Khánh. Thực ra là mọi người cứ bảo anh là hôm nay tại sao là anh này không đi ăn mừng cái nút bạc. Anh thấy thực ra là nó cũng giống như kiểu cái việc mà anh bắt đầu anh mua được con xe CBR ấy. Cái đợt đấy, cái đấy nó ước mơ của cả cái thời sinh viên của anh. Và khi mà anh bắt đầu anh mua được rồi, chắc là vui được nổi đến ngày thứ ba. Các bạn cứ nghĩ rằng là người ta sẽ vui lắm là bởi vì các bạn không trải qua cái cảm giác đấy nên các bạn thấy nó ấy, nó bình thường. Chứ mình nghĩ bây giờ đến mấy ông mà mua được cái nhà biệt thự hoặc là mua được cái ô tô, chắc là người ta chỉ tìm cái sự ổn định. Chứ còn bây giờ bảo mua ô tô ngon, các thứ ngon, chắc là cũng chỉ mừng vui được khoảng 3 ngày hết. 2 ngày đầu tiên thì cầm cái đồng hồ kim cương thấy thích lắm. Cầm cái nhẫn vàng thấy thích lắm. Mấy ngày sau nó lại trở thành bình thường. Nhưng đến một ngày nào đấy mất thì lại thấy quý. Thì lại thấy rằng là ngày xưa mình hạnh phúc. Con người thực ra tham á. Mình thì mình thấy là con người rất là tham. Họ được cái này rồi họ lại muốn cái khác. Muốn cái khác lại muốn cái to hơn. Đấy, tất cả cuộc đời cứ chạy theo cái đấy. Còn nếu mà muốn sống bình yên nhá, muốn sống bình yên và muốn có một cuộc sống kiểu kiểu vừa chill và vừa giàu ấy thì phải thật sự giỏi. Mình nói thật, có rất là nhiều người bây giờ cứ nói về cái việc là giá vàng nó lên đi. Thì chia sẻ cái câu chuyện này là giá vàng nó lên từ cái lúc tháng 6, tháng 7 năm ngoái nhỉ. Đến khoảng tháng 9, tháng 10 nó lên khoảng đâu đó 5 triệu cho một cây. Thì các bạn cứ thử tính xem nhá. Người nào mà mua cái vàng vào cái thời điểm đấy, cứ mua khoảng 100 cây thôi. 100 cây nhân với cả 5 triệu là bằng bao tiền? 500 triệu. Trong khi đấy, một người làm việc hùng ngục cả một năm trời, chắc gì đã để ra được chắc gì đã để được 500 triệu. Đấy là mình nói thật. Chính vì thế nên là không phải là cứ làm việc hùng hục như con trâu húc mà thì mới giàu được. Không. Từng thời điểm. Nhưng nếu bước vào đời bằng tay trắng thì lại cùng lắm trở về với trắng tay. Thì đấy lại là một câu chuyện khác. Thì bước vào đời tay trắng bắt buộc không có nền tảng, chả có cái gì cả. Chả có một cái cơ may nào đến với cuộc đời. Mình thấy thường thường là những người mà chẳng có cái gì giống như mình hay gặp đen. Thế thôi, ít khi gặp đỏ. Ít khi gặp được một người nào đấy cho bạn một cái cơ hội rằng là ui dồi ôi, bạn sẽ đổi đời gặp một cái người thầy. Không, người ta không ăn bạn thì còn là may dành cho bạn. Gặp được một người thầy nhá, dạy mình cái cách làm như này làm cái kia. Xong mình thậm chí mình còn tham đến mức độ mình gặp rất là nhiều người đấy. Người ta cho mình rất là nhiều thứ nhưng mình còn tham bắt người ta phải cho nhiều hơn. Thì mình liệu có xứng đáng để thành công hay không? Còn nếu mà cái key duy nhất để mà một người không có bất kỳ một điều gì trong cuộc đời này để thành công được thì chỉ có nỗ lực và tiết kiệm. Một trong hai, thế thôi. Phải thật sự nỗ lực, phải làm khi mà người ta đang ngủ và phải tiết kiệm từng đồng một để có thể hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Còn nhá, nếu mà giả sử ấy, hôm trước mình đọc được một cái câu nói rất là hay. Nếu mà các bạn đẻ con ra mà để con bạn thừa kế sự dốt nát và nghèo khó của bạn ấy, thì không sinh con nó đã là một việc thiện. Cái này thì mình đứng ở cái khía cạnh của hai cái việc là trời sinh voi, trời sinh cỏ. Mình cứ đẻ con ra rồi con nó sẽ sống cuộc đời của nó, mình sẽ sống cuộc đời của mình, bla bla bla. Nhưng mình là một người đã từng sinh ra ở trong một gia đình nhà khó. Mình là một người đã từng sinh ra mà không có một bất kỳ một chỗ dựa gì. Mình hiểu rất rõ cái việc mà mình sẽ phải làm gì để có thể đạt được những thứ lớn hơn. Hoặc là mình sẽ phải đối diện với tất cả những cái gì. Khi mà bạn hiểu rõ điều đấy rồi, các bạn sẽ hiểu cái câu nói kia không có gì là sai cả. Hello Ngô Tới, xin chào tất cả mọi người. Mọi người đi qua cho em xin một sub, một like, một comment. Cái cuộc đời mình là mình có một cái điều rất buồn cười, đó là mình chưa bao giờ mình xin ai phải cho mình cái gì cả. Thì mình nghĩ là cũng là một trong số những cái mà được gọi là một trong số những cái mà cái key ấy, khiến cho bản thân mình đến bây giờ mình làm được những cái như thế này. Bởi vì mình không có thói quen nhờ ai cả, thế nên là việc gì mà mình tự làm được là mình làm hết. Bây giờ nha, anh em có thể qua shop mình, anh em sẽ thấy kể cả cái việc dọn từng cái cọng rác, dán từng cái đơn hàng,
không có người làm mình cũng sẽ nhảy vào mình làm. Chứ không có cái câu chuyện là tôi là sếp, tôi trả cho ông lương 5, 7 triệu, 10 triệu một tháng, xong rồi tôi được ngồi yên đấy. Không, nếu như thế còn lâu mới làm sếp. Nếu như thế chỉ làm một thằng trưởng phòng là cùng lắm. Một thằng trưởng phòng được gọi là một thằng trưởng phòng hãm le. Đấy là chia sẻ rất thật với mọi người, là bị rất nhiều nhân viên ở phía dưới ghét. Các bạn có thể chửi bọn nó, các bạn có thể kiểu mắng bọn nó, các bạn có thể bảo bọn nó là bọn vô dụng, nhưng các bạn phải nói đúng thì bọn nó mới phục. Chứ còn các bạn cứ chửi kiểu chửi đồng ấy, xong rồi các bạn cứ chửi bọn nó sai, trong khi đấy lỗi đấy nó không thuộc về bọn nó. Một lần thì không sao, hai lần thì không sao, nhưng đến lần thứ 5, thứ 6 mọi thứ sẽ khác. Bởi vì tất cả mọi người hay tất cả những mối quan hệ nào đấy ở trong cuộc đời này nó đều có giới hạn ấy. Mình thấy hai thằng bạn nó chơi với nhau, hai thằng nó chơi với nhau, mình thấy là để mà chơi bền nữa thì phải respect nhau, tức là phải tôn trọng nhau và phải giữ gìn cái đấy. Nó giống như kiểu tình cảm gia đình, người yêu rồi tất cả mối quan hệ phải giữ gìn và cả hai cùng phải vun đắp chuẩn chỉ trong mối quan hệ đấy. Nhưng con người thường có một cái, đó là khi mà thân với nhau, càng thân thì càng nhờn, càng thân thì lại càng trở nên vớ vẩn với nhau. Cũng giống như kiểu cái việc mà các bạn đang ở trong một cái câu lạc bộ, trong một cái tổ chức hay một cái gì đấy, các bạn càng chơi lâu với cái tổ chức đấy thì đáng nhẽ ra các bạn phải làm gương cho những thằng trẻ con ở đằng sau, thì không, các bạn lại cho rằng các bạn là một nhân tố quan trọng trong cái tập thể đó. Quan trọng thì quan trọng thật, nhưng nếu giả sử các bạn hành xử không bằng một đứa trẻ con trong suốt một khoảng thời gian dài, thì mình nói thật với các bạn, mấy thằng trẻ con nó nhìn vào nó sẽ bảo các bạn không đáng làm anh. Mình thì mình hay chửi bới, và tính của mình thì rất là nóng, và mình hay kiểu nói thẳng ấy. Và mình biết là rất nhiều người ghét mình với cái tính đấy. Nhưng nếu bây giờ giả sử lươn lẹo và sống không phải là mình nữa, không được nói những điều mà mình nghĩ, xong các bạn chết, thì cái điều các bạn tiếc là gì? Các bạn tiếc là các bạn chưa từng được ăn một con cua hoàng đế, hay là các bạn tiếc là các bạn chưa từng được đi mây bách, hay là các bạn tiếc cái gì? Mình chắc chắn với các bạn là trong cái giây phút cuối cùng của cuộc đời con người ta sẽ chỉ tiếc những thứ người ta không nói, không làm, được xuất phát từ chính con người của họ. Mình đã hỏi rất là nhiều người già rồi. Mình hay nói chuyện với người già, và rất là nhiều người già hơn mình. Tại sao mà bọn ngang tuổi mình bọn nó rất ghét mình, nhưng mà bọn trẻ con nó lại rất là tôn trọng mình. Và những người già hơn mình hẳn chục tuổi, hai chục tuổi, năm chục tuổi, và đấy cũng là lý do tại sao cái kênh của mình nó lên nhanh nhé, người ta lại thích mình đến như vậy. Các bạn biết tại sao? Bọn trẻ con ấy thì nó nhìn vào mình thì nó chỉ nhìn vào đúng cái sự nỗ lực của mình, là mình nỗ lực hơn cả bọn trẻ con. Còn người già nhìn vào mình là nhìn thấy cái sự tôn trọng. Mình nói thật với anh em là đứng ở trong một cái cương vị của một người kiểu ít nhất thì cũng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Thì ít nhất kiểu giống bọn TikToker là mình ngáo quyền lực. Mình không bao giờ có cái câu chuyện đấy. Ở trong Facebook của mình có rất nhiều người anh em biết này, đặc biệt là những chị mà hơn tuổi mình, những chị mà kiểu hay mở hàng ra cho mình ấy, tất cả mọi người đều quý mình. Bởi vì thực ra là bản thân mình từ trước đến giờ mình đều ứng xử không phải của một idol, không phải của một người có nhiều người theo dõi, không phải của một người có cái này có cái kia, mà mình ứng xử đúng kiểu của một thằng em. Còn những đứa ở bên cạnh mình ấy, bọn nó rất ghét mình. Mình không biết là bọn nó có ghét mình không, nhưng mà mình có cảm giác là mình không thể chơi được với những đứa bằng tuổi mình. Nhiều lý do. Lý do chính là bởi vì có thể là do mình. Mình nghĩ là tiên trách kỷ hậu trách nhân, mà tất cả mọi thứ thì đều quy về mình hết. Thì mình nghĩ là do mình, kiểu nhiều khi mình cứ bị nghĩ quá nhiều về cái việc đấy, là mình bị ngợp. Ngày xưa kiểu khi mình không có gì, bọn nó đã kiểu dùng iPhone rồi, dùng đi con xe máy ngon lành, mình còn đang đạp xe lọc cà. Thì mình bị chính những cái chướng ngại đấy, nó khiến cho mình có cái cảm giác của ngày xưa, khó chơi với nhau. Nhưng mà bọn trẻ con nhé, bọn trẻ con ấy, đặc biệt là trong đội bóng của mình, hoặc là trong những cái mối quan hệ xung quanh mình luôn luôn nói, cái tầm 27, 28 tuổi anh còn đang nợ nần, anh còn đang không có bất kỳ một đồng nào, thì chẳng có lý do gì để một thằng 20 tuổi, 25 tuổi phải cảm thấy bất lực về cuộc sống. Mình cũng nói luôn là bây giờ tao đã hơn 32 tuổi, 33 tuổi. Nếu mà tao chạy ở trên sân với 90 phút mà bọn mày chỉ chạy được 60 phút, mà trong khi đấy bọn mày 20 tuổi, thì nên xem lại cái độ tuổi 20 của bọn mày. Và tất cả những điều đấy, nếu đánh vào tự ái của bất kỳ một ai không có các khả năng phát triển, họ sẽ ghét mình cực kỳ luôn. Nhưng mà mình không nói kiểu bố mày giỏi vãi đái, mày đéo được có quyền chơi với bố mày.
Hai cái đấy hoàn toàn khác nhau nhé. Nếu thực sự có ai hiểu được điều đó thì các bạn sẽ hiểu được rằng là khi mà tôi nói điều đó với bạn là tôi đang muốn cái điều đó tốt hơn để cho bạn. Còn cả cuộc đời này mình nhận ra được một điều nữa. Thực ra là mình cũng chưa sống hết được đời, nhưng mà sau cái khoảng thời gian mà mình trải qua rất là nhiều chuyện thì mình nhận ra được một điều, đấy là nếu mà một thằng nào đấy ở trong cái cuộc đời này mà có tính tự ái, không phát triển, không thể phát triển được nếu có tính tự ái. Nên là đã nghèo được một sĩ. Mình nói thật, bây giờ nha, mà đi đá bóng mà có ông nào ông ấy trả tiền cho mình kiểu tất cả các trận đéo mình đi, đau chân mình đi, gãy chân mình đi, chứ không phải là kiểu mình tự nhiên là người ta cho mình một cái gì đấy xong mình tự nhiên mình nghĩ rằng bản thân mình là một người cực kỳ giỏi, mình là người không thể thay thế được. Không ạ, cái xã hội này ai cũng có thể thay thế được. Các bạn có tin rằng ngay ngày mai các bạn chết thì người ta sẽ quên các bạn ngay lập tức? Các bạn có tin điều đấy? Có rất nhiều người nghĩ rằng mình quan trọng, nhưng cái cuộc đời này nó có quá nhiều người. 7 tỷ dân, 8 tỷ dân, 9 tỷ dân và bây giờ đang là 10 tỷ dân. Các bạn nghĩ các bạn không thể thay thế được á? Mình khẳng định với anh em luôn, tất cả mọi thứ đều có thể thay thế được nếu làm không tốt. Chính mình là một thằng đang tự vận hành cái mô hình kinh doanh của mình. Nhưng mình luôn luôn nghĩ nếu mà mình làm cho cái công ty hay là làm cho cái cửa hàng mình phá sản thì mình sẽ là thằng bị thay thế đầu tiên. Thay thế bằng cách nào anh em biết không? Bán công ty, trả lương cho anh em, bán kênh YouTube, bán tất cả những cái nền tảng data liên quan đến khách hàng, mình cũng có thể bị thay mà. Và ở trong cái xã hội này không có người nào hơn người nào hết. Ông được phân công làm một cái việc gì đấy, tôi cũng được phân công làm một cái việc gì đấy. Mà trong shop của mình thì mình chỉ nói rằng là sếp thì xứng đáng được tôn trọng hơn bởi vì đã hy sinh nhiều hơn, thế thôi. Chứ còn không phải là sếp nói cái gì cũng phải nghe. Và sếp bắt nhân viên làm này làm cái kia là phải làm ấy. Không, ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có chính kiến riêng. Và làm việc ở trong một môi trường, nếu mà muốn phát triển được thì tất cả mọi người đều phải đóng góp ý kiến vào trong đấy. Cái sự tôn trọng lẫn nhau là một trong số những điều mà mình thấy rằng là ít người có. Người ta chỉ nghĩ là bản thân mình tốt. Thường thường là kiểu nếu mà giả sử anh em mà nhìn thấy mái nhà hàng xóm có rác ấy, thì anh em hay để ý, chứ còn anh em không bao giờ để ý mái nhà mình cũng đang có rác ấy, kiểu kiểu vậy. Thì mình nhìn cái câu chuyện của người khác thì mình sẽ nhìn rõ hơn là mình nhìn câu chuyện của mình. Thế thì bây giờ quay trở lại với câu chuyện của thành công, làm nào đấy để nhìn thấy câu chuyện của chính mình. Thì em có một cái key nữa ở trong cái cuộc đời làm kinh doanh của em. Đó là em luôn luôn đứng ở bên ngoài con người của em để em nhìn vào xem là với một người, ví dụ như là một người khách hàng mà mua hàng ở shop em thì họ sẽ cảm thấy như thế nào. Một người mà chơi với em họ sẽ cảm thấy như thế nào với một thằng như em. Đấy, và tự nhiên là mình sẽ tự sửa được hết tất cả những thứ mà được gọi là tàn dư của những cái hạn chế mà mình vốn dĩ vẫn đang có sẵn ở trong người. Còn nói thẳng với anh em luôn là chả ai đồ ai điếc gì đâu. Tôi làm kinh doanh, ông làm cái này làm cái kia, thế thôi. Mỗi người một công việc và chúng ta lên đây để trò chuyện với nhau, nói chuyện với nhau, chẳng có ai giỏi hơn ai hết. Mình nói thật với anh em luôn là cuộc đời lên voi không chó không biết đâu một lần đâu. Ngày hôm nay có thể các bạn có rất là nhiều thứ, nhưng ngày mai các bạn có thể mất tất. Và ngược lại, ngày hôm nay các bạn đang không có gì cả, ngày hôm sau các bạn cũng sẽ có được rất nhiều thứ. Làm sao mà có ai ngờ được rằng là một ngày nào đấy mà thằng Cường ngày xưa nó có thể làm được như bây giờ. Không ai tin. Đến chính bản thân mình không tin là mình đã từng thay đổi như thế. Người nhà mình thì càng không tin. Bạn bè xung quanh mình, đến mấy thằng mà anh em gọi là thân thiết nhất, gọi là ăn ngủ với nhau, chơi với nhau gần chục năm rồi, bọn nó còn không biết là mình đã làm cái gì. Mình nói thật với anh em luôn là trong suốt 3 năm vừa rồi mình không tự biết mình đang làm cái gì. Cắm đầu vào làm, ngày nào cũng làm. Cái kênh YouTube của mình nó ra được, tính đến bây giờ xem nào, 536 video và trong một năm 536 video. Nghĩa rằng là mỗi một ngày lên ít nhất là một video. Và trong đó có 80% là video mình lên. Các bạn biết điều gì đã xảy ra trong một năm vừa rồi. Các bạn thử làm cái việc ngồi nói chuyện với máy quay liên tục trong 2 tiếng và ngày nào cũng làm. Thỉnh thoảng làm thì các bạn sẽ thấy nó rất bình thường. Một năm làm 2 lần các bạn sẽ thấy rất bình thường. Nhưng ngày nào cũng làm thì nó là một câu chuyện rất lớn về sự nỗ lực ở sau đó.
Nếu các bạn nhìn thấy điều đấy thì các bạn sẽ biết là tại sao mà mình lại có 100.000 người theo dõi. Và tự trả lời được cái câu hỏi là mình cần phải làm gì để có thể được như thế. Có rất nhiều người nói rằng là người ta muốn được như mình. Nhất là những đứa trẻ con, người lớn thì chắc là không cần. Hoặc là những người mà bằng tuổi mình, họ giàu hơn mình, họ giỏi hơn mình, chắc họ cũng không cần. Nhưng có rất nhiều đứa trẻ con họ luôn luôn nói với mình là họ muốn được như mình. Cái giá mà các bạn trả là cái gì? Đấy, các bạn có thể thử tính xem nhé. Cái kênh YouTube của mình đi. Cái kênh YouTube của mình hiện tại đang có 102.000 người theo dõi, 536 video trong một năm. Một ngày lên ít nhất 2 video. Và không ngày nào bỏ trừ ngày mùng 1 tháng 1 Tết Dương Lịch vừa rồi. Làm hộ mình cái. Có những hôm đi uống rượu, đi sinh nhật, đi đám cưới vẫn lên clip bình thường. Làm hộ mình cái. Và bao giờ các bạn làm được điều đấy thì các bạn sẽ không bao giờ cần phải hỏi mình là phải làm như nào để thành công đâu. Mình nói thật, ở trong cái cuộc đời này cái gì nó có giá của nó hết. Mới cả là đến cả bản các mình bảo là cái sự thành công này, nói thật là toàn là người ta tự vẽ cho mình, nhưng mình cứ thấy thành công chó đâu. Mình thấy nó quá bình thường luôn. Mình nói thật, mình thấy mình bây giờ mình thành công nhất anh em biết là cái gì không? Để chia sẻ cái câu chuyện bây giờ thành công nhất mà mình đã từng đạt được trong năm vừa rồi anh em biết là cái gì không? Không phải là vài ba tỷ mà mình kiếm được, không phải là vài chục cây vàng hay là gần trăm nghìn đô mà mình có đâu. Không có. Cái đấy nó chỉ là một trong số những cái mà mình chẳng cảm thấy thành công gì cả. Mình thấy tuổi mình làm như thế bình thường quá. Có những đứa 20, 25 tuổi nó còn mua mẹ ô tô, mua nhà các kiểu ấy kìa. Quá nhỏ bé. Nhưng anh em biết cái thành công lớn nhất trong cuộc đời mình mà mình đã từng trải qua và mình gặp được là cái gì không? Là đến năm nay mình vẫn có thể đá bóng liên tục 3 trận một ngày. Và hôm sau mình vẫn đi tập nhảy bình thường. Thì mình cảm thấy rất tự hào về điều đấy. Tức là mình tự hào về cái thể trạng của bản thân mình là mình có thể duy trì được nó trong suốt một khoảng thời gian dài. Mà đó là một trong số những cái mà mình cực kỳ tự hào. Anh gần giống anh gì? Thi Bùi. Thi Bùi Thế là ai? Anh không biết, anh không quan tâm. Để anh lên anh xem Thi Bùi Thế là ai. Thi Bùi Thế là ai đấy? À, Thi Bùi Thế là ông bán giày à em? Anh không biết, anh không biết ông này. Rất tiếc là anh không biết. Bởi vì thực ra là đến thời điểm bây giờ anh chỉ quan tâm đến vài người đấy. Ở trong cuộc đời anh chỉ quan tâm đến đúng vài người. Facebook cá nhân của anh ai xem không xem thôi. Like thì like, không like thì thôi. Anh chẳng quan tâm lắm bởi vì nó chả ảnh hưởng gì đến cuộc đời anh cả. Những người mà thực sự ảnh hưởng đến cuộc đời anh thì anh rất là quan tâm. Rất là quan tâm theo cái kiểu đấy là nó bị làm sao, nó như nào, nó như này như kia thì anh quan tâm. Chứ còn anh không quan tâm đến những người xung quanh. Xung quanh theo cái kiểu đấy là ui tao quen người này, tao quen người kia. Không, mày phải quen tao, tại sao tao phải quen mày. Đùa đấy. Thì cái tư duy của anh là tư duy theo cái kiểu của một thằng tự kỷ ấy. Anh quen với cái việc đấy là làm việc một mình, anh quen cái việc đấy là chơi một mình, anh quen cái việc đấy là ở một mình. Thế nên gần như là anh không quan tâm đến cái thế giới ngoài kia như thế nào. Anh biết là có rất là nhiều người kiểu cảm giác là khi mà anh đăng những cái thứ liên quan đến tài sản, liên quan đến tiền bạc, anh biết chắc chắn là nhiều người ghét lắm. Bởi vì anh ngày xưa tính đến thời điểm ngày xưa nhé, cái đấy khoảng 2 năm chưa nói đến ngày xưa, anh mà thấy thằng nó đăng lên đấy là anh kiểu thằng này chắc chả có cái vẹo đéo gì nó đăng lên đấy, hoặc là chắc đéo đó là của nó. Xong có người còn bảo anh là khoe cái kia là cái tiền giả tổ sư cha, cái gì nói được. Thì rõ ràng là mình cũng đã từng là những người như thế, và đến khi mà mình làm cái đấy thì mình biết là cũng có rất nhiều người ấy. Nhưng mà nó ảnh hưởng, nó liên quan nhiều đến cái công việc kinh doanh của anh, nó cũng là lộ trình để khiến cho cái việc làm marketing nó dễ hơn. Thì nói chung là ai hiểu thì hiểu, không hiểu chả giải thích. Còn cứ gặp nhau bên ngoài đi, cứ gặp nhau bên ngoài, cứ nói chuyện với nhau bên ngoài, mọi người sẽ biết con người đấy là người như thế nào. Có nhiều đứa đăng cái ảnh lên 2-3 nghìn like, ra ngoài lại làm cái dịch vụ, hoặc là ra ngoài lại làm quán hát đấy. Không biết đâu mà lần đâu. Đời người mà lên cái mạng xã hội, nói thật luôn là không thể nào mà đánh giá theo kiểu đấy được. Anh có một ông anh, ông ấy đang làm một công ty cũng gọi là nghìn tỷ. Trên Facebook của ông ấy chỉ có 300 bạn bè, và ảnh đại diện của ông ấy chỉ có một bông hoa, không ai biết là ai luôn. Kinh không?
Đấy thì rõ ràng là nếu mà nhìn vào cái Facebook đấy thì bảo là đi làm quen hay là đi nói chuyện với người này người kia chắc 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 gì ai đấy. Nhưng mà quan trọng nhất ấy là ở bên ngoài gặp nhau như thế nào, ra bên ngoài nhìn thấy nhau như nào và nói chuyện với nhau như nào, có ảnh hưởng gì đến nhau ở ngoài cuộc đời thì cái đấy nó mới quan trọng. Các bạn cứ nghĩ rằng là bây giờ ví dụ như mình đăng đi, hôm trước mình đăng vàng viết cái thứ lên, các bạn cứ mặc định đấy là vàng giả đi, mình đăng vàng giả đấy. Thế cho nên nhanh thì đỡ phải nghĩ nhiều, mà nghĩ cái việc mà mình nghĩ đến cái việc đấy lại tự làm cho mình khổ. Đặc biệt là những cái người mà hay có cái sự ghen ghét ở trong con người khổ lắm. Anh thấy những người mà hay ghen ghét với người khác khổ. Kênh của anh này này, hôm trước anh ngồi anh tra cái tool report kênh ấy. Toàn người quen vào kênh xem cái report, vào tất cả những cái account toàn người quen kệ. Bây giờ phải làm như thế nào? Bây giờ phải thay đổi để cho mọi người quý mình á? Không đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thay đổi thì người ta sẽ quý mình. Mình thay đổi chưa chắc những người ghét mình đã quý mình, mà những người đã từng thích mình họ lại trở nên ghét mình thì sao? Thế tại sao lại phải sống và phục vụ cái cảm xúc của những người ghét mình? Tại sao? Không nhất thiết phải như vậy. Đấy là sự thật đấy. Cuộc sống này nó sẽ vận hành theo như thế. Ngày xưa lúc mà mình vẫn còn đang ở phòng trọ nhà, vẫn còn đang dột riếc các thứ, mình nói thật với anh em, nếu mà có một cuộc sống bình thường ấy, chưa cần nói là thành công theo cái kiểu giàu có, là thành công theo cái kiểu tiền bạc các thứ hay là sức khỏe các thứ, mình chắc chắn với anh em luôn là sau được cái đoạn mà không phải lo bữa cơm hàng ngày đã là hạnh phúc lắm rồi. Đấy là lý do tại sao mà mình luôn luôn nói với tất cả những người xung quanh mình là cuộc đời của mình là một chuỗi những cái may mắn. Anh em biết tại sao? Là bởi vì mình may mắn thật mà. Khi các bạn đã có quá nhiều thứ mà các bạn không thể tưởng tượng được thì lúc nào ở xung quanh các bạn cũng là may mắn. Kiểu đi từ vũng bùn đi lên, à đi từ đáy giếng đi lên ấy, thì sau cái đáy giếng đấy bạn nhìn cái gì nó cũng đẹp. Chẳng qua là các bạn ngồi ở trên cái vị trí cao quá lâu, thế nên các bạn cảm thấy cuộc đời nó bất hạnh. Bởi vì các bạn không muốn xuống dưới, hoặc là các bạn không muốn nhìn thấy những thứ ở phía bên dưới. Chứ còn các bạn đã đi từ dưới đi lên thì rõ ràng là ở trên cái gì cũng đẹp. Các bạn mở ra được một cái cửa hang sau cái lợp ánh sáng đấy, các bạn nhìn cái cỏ cây các bạn cũng cảm thấy yêu thương nó. Nhưng mà nếu giả sử các bạn đã từng có một vườn hoa, các bạn nhìn thấy cái cỏ cây các bạn sẽ thấy ủa mẹ một đống rác. Đấy, đó là cái khác nhau về hạnh phúc. Hạnh phúc nó thực ra rất đơn giản, nó chỉ là cảm giác thôi mà. Nó chỉ là một dạng cảm giác. Anh em nên nhớ điều đó nhé. Cảm giác. Và cái cảm giác nó là của mình, cảm xúc nó là của mình. Thì tại sao mình không suy nghĩ tích cực lên? Tại sao mình không nghĩ đến cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn? Nhìn những người mà có thể truyền được động lực cho mình ấy, xem những cái clip của những người đấy, cứ đi xem mấy cái clip Nhật Bản làm gì, hoặc là cứ đi xem TikTok của mấy cái ông lùa gà. Ngày hôm nay tôi đang có 100.000, ngày hôm sau tôi có 2 tỷ, bởi vì đầu tư này đầu tư cái kia, nó là cái bẫy đấy. Cuộc đời này nếu mà các bạn muốn có những thứ ở trên trời rơi xuống thì chỉ có cứt chim và mưa thôi. Đấy là sự thật. Và miếng format ngon nó chỉ nằm ở trong bẫy chuột thôi. Và các bạn là những con chuột. Nếu như tham, ai cũng muốn làm giàu, nhưng không ai muốn làm giàu chậm cả. Trong khi đấy để mà làm giàu thực sự bền vững thì phải rất chậm. Hello Nguyễn Hữu Duẩn nha, anh em có thể comment phía bên dưới, mình sẽ theo cái đà của cái comment đấy để mình tiếp tục mình like tiếp. Mình sẽ like chắc là đến khoảng 20 phút nữa là mình sẽ nghỉ đó. Ôi, không thấy anh em quen đâu nhỉ, toàn những anh em mới này, hay là chắc là Facebook của mình nó bị flop anh em ạ. Bây giờ mà mình live stream trên TikTok, à trên YouTube thì chắc phải đến 200-300 người xem á. Nhưng mà sợ, bây giờ mình sợ lên YouTube. Hello An Mốc, xin chào. CBR500 đi bốc không anh? Thực ra là anh đang có ý định là chắc là sang tháng anh lên Harley Davidson.
anh cảm thấy là đây nhá, bây giờ chia sẻ một chút về con CBR, nên nếu như mà các bạn muốn muốn biết về cái việc cảm giác của mình đi con CBR thì thực ra CBR nó khá là tiết kiệm. Có 3 điều mà mình thấy ở trên con CBR 1 à trên con CBR 500 nó đem lại trải nghiệm rất là hay. Thứ nhất là nó tiết kiệm này. Cái thứ hai nữa là nó đi rất ổn định. Và cái thứ ba là nhìn nó rất là hầm hố. Đấy là 3 điều. Còn nó có rất là nhiều điều hạn chế. Điểm hạn chế đầu tiên là CBR 500 nó chỉ dành cho những thằng nào đấy thực sự cơ bắp. Mấy ông gầy gầy yếu yếu tốt nhất không nên đi, cực khổ luôn, thề. Nó là một cái con mà nó rất nặng. Đấy là chia sẻ đầu tiên. Cái thứ hai là cái chiều cao yên của nó ấy, là một trong số những cái chiều cao yên rất khó chịu. Khó chịu ở một cái đấy là phải cao thì mới đi được. Còn nếu ông thấp rén 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 chân xe đã nặng rồi, chân còn không đạp được tới ấy, thì còn mệt nữa. Và cái điều thứ ba là nó rất là to ấy. Nó rất là to, thế nên là để vào đâu nó cũng không không hợp lý. Anh thì anh thấy là con CBR500 nó sẽ chỉ phù hợp với cả người người trẻ thôi. Chứ còn người già giống như của anh thì chắc là một thời gian sau, nếu mà không mua ô tô thì chắc là anh sẽ lên Harley Davidson đi thử xem. Nhưng mà anh sẽ không độ bô. Quan điểm của anh là anh sẽ giữ một cái được liên quan đến 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 cái gym của nó. Anh không thích độ bô, anh không thích ra ngoài đường để người khác chú ý đâu. Anh chỉ quan tâm đến cái trải nghiệm thực tế của anh, là anh đi con xe đấy anh cảm thấy là sướng thì ấy, người ta nhìn vào kệ. Hôm trước có một người mình đang đi CBR 500 này, đội quả mũ bảo hiểm. Hôm đấy nhìn mình mặt mình bù bù xào bù xù, xin số điện thoại. Thế mình cởi mũ bảo hiểm ra, thế đếch xin nữa. Cày vãi luôn. Hướng dẫn em làm YouTube với anh. Bây giờ hướng dẫn như nào nhỉ? Bây giờ hướng dẫn thì chắc là đợt trước anh có định làm một cái liên quan đến 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 cái việc hướng dẫn làm YouTube từ A đến Z ấy. Thì anh làm được 3 cái clip ở trên YouTube, kênh YouTube chính là Cường Kiên Thân Official ấy, mọi người có thể vào đấy xem. Tất cả những cái đấy là những chia sẻ rất thật của anh ấy. Là anh có tập 1, tập 2, tập 3 là làm YouTube như nào. Anh thậm chí là còn hướng đến cái việc đấy là dạy mọi người cái cách dựng phim đơn giản mà không mất tiền ấy. Nhưng mà bây giờ anh không có thời gian, thực sự là anh không có quá nhiều thời gian để anh làm tất cả những điều đấy. Xe đấy đẹp thật. À mới cả là CBR500 thì nó cũng có một cái nữa. Đấy là chia sẻ luôn là con đấy bảo dưỡng nó rất là tiết kiệm. Nó tốn ít tiền. Thay dầu, thay giếc, rồi thay tất cả các thứ. Nó tiết kiệm. Nhưng mà nên có khoảng 4-500 triệu. À không, như thế nhiều quá. Khoảng 300 triệu thì hãng mua một con CBR500 nhé. Bởi vì là anh thấy nhiều người, ngày xưa anh chơi con CBR150 ấy, bị khổ ở một cái đấy là anh chỉ có gần đấy tiền để mua xe thôi. Nên là về sau sửa xe các thứ không có tiền, hoặc là muốn độ chế thêm cái gì đấy thì lại không có tiền làm cái đấy, thì nó không phải là chơi rồi. Chơi là khi mà em mua các con xe đấy không phải là phương tiện đi lại chính ấy, thì nên mua. Bởi vì nhà anh còn có rất nhiều xe nữa chứ không phải mỗi con CBR500. Anh đi con CBR500 để hôm nào anh kiểu khỏe mạnh, kiểu cảm giác là nhiều năng lượng thì anh lôi xe đấy ra, nó hơi nặng. Còn lại đi phượt. Đi phượt những cái cung đường mà ví dụ từ đây ra Sóc Sơn, Ba Vì ấy, thì cung đường nó dễ đi, thì sẽ đi mấy cái con xe kiểu kiểu đấy. Còn lại là toàn đi SH mà. Còn lại là toàn đi mấy con xe kiểu nó nhẹ nhàng thôi. Chứ còn nếu mà có nhiều anh em kiểu mua xe về xong mà muốn nó trở thành một cái phương tiện để đi lại luôn và giúp mình kiểu như này như kia thì không nên. Thực sự là không nên. Bởi vì là những cái con đấy thì nó, thứ nhất là nó không tiện, nó cốp kia không có. Treo cái gì cũng toàn treo vào cái móc, gọi là cái móc chống đổ ấy, nó rất là phiền. Hello Tú Tử Tế nhá, xin chào mọi người. Mình like khoảng 20 phút nữa mình sẽ nghỉ nhá. Còn bây giờ thì đến thời điểm bây giờ thì lên like nói chuyện vui vui mọi người đây, thỉnh thoảng gặp người quen. À nhưng mà cái chơi cái hàng hai hen sướng á, thỉnh thoảng đây này, hôm trước mình vừa gọi là đấy, có được những cái sản phẩm mà kiểu rất là mới hai hen đấy, ví viết các kiểu, quần áo mình mặc toàn quần áo mình bán. Đúng kiểu là ông là đầu bếp nhưng ông nấu toàn, tức là ông toàn ăn những cái thứ ông nấu ấy, thì đương nhiên là khách hàng hoặc là những người xung quanh ông thì người ta sẽ thích
ăn những cái thứ mà ông nấu ấy, kiểu kiểu bây giờ mà vào một cái quán ăn ở đấy mà thấy kiểu chính cái ông gọi là đầu bếp ông ấy ăn tất cả những cái món mà ông ấy đã tự nấu thì cảm giác rất yên tâm. Anh em có đặt câu hỏi gì phía bên dưới thì cứ đặt nhá, cứ đặt nhá, mình sẽ theo câu hỏi đấy để mình trả lời. Hello, 7 người đang xem ạ. Mọi người chấm cho mình một chấm lên để xem ai là người đang xem nào. Cường còn hỏi, Nguyễn Cường còn hỏi gì về CBR500 không? Anh thì bây giờ nếu mà một là nếu mà lên xe thì chắc là một là lên con Harley Davidson HD48, hai là lên con CV à con Rebel 1100. Thỉnh thoảng thôi chứ còn không phải là ngày nào cũng đá được như thế, nhưng mà cái giới hạn của anh là ngày 3 trận. Thực ra hôm trước kiểu đo cái chỉ số cơ thể thì chỉ số cơ thể bây giờ mới là của một người 28 tuổi thôi. Rất là may mắn là bởi vì tỷ lệ mỡ nó thấp. Cũng có một phần là bởi vì chắc là do anh thần tượng Ronaldo nên anh bị cuồng tập luyện. Nhiều người cứ bảo là sao có thể làm được như thế. Nhưng mà khi mà em làm một cái gì đấy ở trong cái cuộc đời này, khi mà em làm một cái gì đấy, đặc biệt là những thứ liên quan đến thể dục thể thao mà em cảm thấy sướng ấy, thì gần như là em đang tận hưởng cái việc đấy mà, chứ có phải là em khổ để em đi làm cái điều đấy đâu. Tức là anh cái việc mà anh đá mấy trận liên tục ấy, nó đau, thì nó có đau, nó có chuột rút, nó có cái này, có cái kia, nhưng mà rõ ràng là mình rất sướng. Mình rất sướng khi mà mình làm việc đấy. Mình rất là kiểu phê khi mà mình làm được cái việc mà mình muốn ấy. Thì thực ra là cái việc mà tập luyện liên tục ấy, nó sẽ khiến cho cơ thể phải chịu rất là nhiều áp lực. Thì lại quay trở lại cái câu chuyện đấy là sau khi mà anh idol CR7 ấy, thì anh nghiên cứu là CR7 ăn cái gì, uống cái gì, uống vitamin gì, nạp vào trong người những cái gì, ví dụ như là kẽm, đạm, rồi tỷ lệ nó như thế nào, thì anh cứ theo như thế thôi. Thì về sau lúc đầu thì anh không chịu được, nhưng mà về sau thì anh thấy là khi mà mình kiểu quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình ấy, thì mình sẽ biết là mình cần cái gì, nước niếc các thứ uống vào người nó như thế nào ấy. Thì tất cả những cái điều đấy, mặc dù là mình vẫn có rất là nhiều thứ mà CR7 đang kiểu không nhậu nhẹt, không nước ngọt, nên mình không thể bỏ được những cái kiểu như thế. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà có thể học hỏi idol được khoảng 30%, 40% thì mình cũng trở thành một phiên bản tốt hơn, thì cũng nên. Còn bây giờ kiểu chỉ số cơ thể chỉ khoảng 28, 29 tuổi thôi thì thôi cứ coi như là cứ tin tạm vào cái đấy cho nó vui. Có thể là cái máy nó đo sai. Anh em cứ comment phía bên dưới nhá, mình theo câu hỏi thôi, mình sẽ theo câu hỏi. Anh em có hỏi gì về YouTube hay hỏi gì về những thứ mà mình biết ấy, thì mình sẽ trả lời. Thực ra là đến bây giờ, đến thời điểm bây giờ là mình không còn cần phải làm việc nữa. Mình lên đây mình ngồi, mình cứ ngồi chơi chơi nhảy thôi. Mình ngồi để nói chuyện với anh em cũng là một trong số những cái cách mà khiến cho bản thân mình kiểu cảm giác vui vẻ hơn. Đấy, kiểu vậy. Nếu mà anh em làm việc ấy, ở trong cái trạng thái mà anh em làm việc mà anh em cảm thấy vui ấy, thì anh em làm việc không biết mệt đâu. Cũng giống như kiểu việc mà mình đá bóng nhiều thì người ta thấy mình mệt, nhưng mà mình thì lại không thấy mệt, mình lại thấy sướng. Chẳng qua là cái cuộc sống của anh em là anh em hay tập trung vào những cái nó dễ dãi quá. Cái này là chia sẻ một câu chuyện rất thật nhá. Dễ dãi ở đây nghĩa là cái gì? Anh em toàn xem kiểu lên TikTok, xem những thứ linh đa anh tinh, xong rồi hết xem cái đấy lại đi qua quay ra xem porn. Xong rồi không xem porn thì anh em lại đi chơi game. Đấy, kiểu kiểu đấy. Toàn những cái thói quen kiểu nó rất xấu và nó rất là hại đến cơ thể. Nhưng mà lại muốn là mình được này được như kia không? Cái gì nó có nguyên nhân kết quả ấy. Tức là chúng ta làm một cái gì đấy, của cái khởi đầu chúng ta không thể gieo một cái hạt lúa xong rồi chúng ta bắt nó phải mọc lên một cây khoai tây được, như thế là ngứng rồi. Thì nếu mà muốn có một cái nhân à một cái quả tốt thì phải gieo một cái nhân hợp lý. Khi mà mình ngồi nói chuyện này chắc chắn sẽ có rất là nhiều thằng nó ghét mình, nó sẽ bảo mình là mấy thằng sống đạo lý hay nói đạo lý là sống như cái như này như kia. Thì quay trở lại cái câu chuyện là những thằng sống mà không có đạo lý thì đầy thằng vẫn sống như này như kia mà. Nó cũng giống như kiểu cái câu chuyện mà nó giàu nhưng mà không, anh tốt hơn thằng giàu. Đấy là những cái quan điểm mình thấy nó bị sai lầm. Thậm chí những người mà họ có tiền họ còn có thể tốt hơn bạn rất là nhiều.
Bạn có thể cho người khác một lời khuyên, nhưng người ta có thể sẵn sàng đưa tiền cho cái người đấy lúc người đấy gặp khó khăn, thì ai mới là người tốt hơn, đúng không? Thì chúng ta nên nhìn nhận câu chuyện ở khía cạnh của nhiều chiều, chứ đừng bao giờ cố gắng để che lấp những cái khuyết điểm của bản thân mình bằng một cái lý lẽ mang tính chất không ai chứng minh được. Thì cái đấy là một cái sai lầm. Nhắn tin nói anh cảm ơn nhá, anh cảm ơn Nguyễn Cường nhá. Thôi kết thúc like nhỉ.